Tròn 70 năm kể từ ngày Hà Nội được giải phóng, niềm tự hào lịch sử của thủ đô vẫn luôn hiện hữu. Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ với pano, biểu ngữ và cờ hoa. Những biểu tượng văn hóa, cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Bác Hồ mang đậm dấu ấn lịch sử được dựng lên khắp nơi nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Đây không chỉ là dịp để người dân Hà Nội tưởng nhớ và tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở về sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố, từ quá khứ hào hùng đến hiện tại phát triển. Với người dân Hà Nội, ngày giải phóng thủ đô mang trong mình ý nghĩa đặc biệt hơn cả một ngày lễ, không chỉ vì cờ, hoa, biểu ngữ hay các điểm văn hóa văn nghệ diễn ra trên từng tuyến phố, mà bởi sự phấn khởi, rộn ràng trong lòng mỗi người. Nhưng mà đúng là 70 năm, từ cái ngày tiếp quản thủ đô cho đến hôm nay thì rất là trong lòng rất phấn khởi, được thấy là Hà Nội phát triển rất nhiều, rất là tự hào, bởi vì coi như mình cũng nghĩ rằng là coi như là thuở xưa mình đã được ở trong những cái phố nó chỉ nhỏ nhỏ bé bé thôi, chật hẹp, nhưng bây giờ được nó tươi sáng không khác gì nước ngoài. Mình rất là tự hào về Hà Nội. Cô cũng muốn lúc nào cũng giữ được như thế này để cho mọi người, mọi nơi, khách quốc tế và tất cả các nơi người ta đều đến, người ta cảm nhận được cái đẹp của Hà Nội. Nhất là cái Hồ Gươm này thì không đâu có thể có được bằng. Hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm còn bao gồm các chương trình nghệ thuật, triển lãm, góp phần nhằm tạo nên không khí lễ hội, thu hút người dân và du khách tham gia. Hà Nội đã sẵn sàng khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ, trang trọng và không kém phần tự hào. Trải qua 7 thập kỷ, những kỷ niệm về ngày giải phóng thủ đô vẫn sống mãi trong lòng mỗi người. Đó là cảm xúc thiêng liêng và không thể nào quên, là niềm tự hào về một chặng đường lịch sử hào hùng. Từ những khó khăn trong kháng chiến đến sự hồi sinh của thành phố, những ký ức ấy gợi nhắc các thế hệ tiếp nối về sự kiên cường của thủ đô, về trách nhiệm giữ gìn và cam kết xây dựng một Hà Nội tươi sáng hơn.